Xin chào các bạn, chị là Thùy Dương đến từ team chuyên môn của học văn chị Hiên. Ngày hôm nay chị rất là vui khi là người đồng hành cùng các em trong chuyên mục audio văn học. Chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu một đề bài như sau. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chấm hết. Chỉ có lòng dũng cảm tiếp tục, không bỏ cuộc mới là điều giá trị. Suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên. Bài làm tham khảo như sau. Nếu cuộc đời cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy chứng minh cho cuộc đời thấy rằng bạn có hàng nghìn lý do để cười. Cuộc sống luôn chứa đựng vô vàn những hỉ, nộ, ái, ố, những khó khăn, thử thách bủa vây khiến ta phải khóc, phải vấp ngã. Nhưng dù thành công hay thất bại, chúng ta phải nỗ lực bước tiếp để thấy rằng cuộc đời còn ngàn thứ để cười. Đồng tình với ý kiến trên, nhưng có cách diễn đạt khác, Winston từng viết: thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chấm hết, chỉ có lòng dũng cảm tiếp tục, không bỏ cuộc mới là điều giá trị. Vậy câu nói trên có ý nghĩa như thế nào? Thành công là đạt được mục đích, những kỳ vọng đã đặt ra sau một quá trình làm việc, học tập. Thất bại thì trái lại là không đạt được những điều mong muốn. Thất bại, thành công, hai cái niệm tưởng chừng đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau. Tất cả đều không phải là cuối cùng, không phải là dấu chấm hết, không phải là sự kết thúc cho cuộc đời. Cuộc hành trình của mỗi người, điều quan trọng, có giá trị nhất là sự dũng cảm tiếp tục, không bỏ cuộc. Dũng cảm tiếp tục, kiên trì nỗ lực, cố gắng, dám bước đi, dám dấn thân, không ngại khó, ngại khổ, không lạn lòng, gục ngã. Như vậy, câu nói giúp chúng ta có bài học ý nghĩa lớn lao. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn phải bước tiếp, vươn lên bằng sự kiên trì, dũng cảm, cố gắng nỗ lực, không ngừng nghỉ. Ý kiến của tác giả là hoàn toàn đúng đắn. Thành công không phải là điểm cuối cùng, bởi thành công là sự kết thúc vẻ vang, rực rỡ của một chặng đường dài cố gắng và sẽ là bản nề mở ra cho chúng ta một con đường mới, một hành trình mới. Còn thất bại không là dấu chấm hết. Vấp ngã rồi, vẫn phải đứng lên bước tiếp. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác chắc chắn sẽ lại mở ra cho những ai dũng cảm tiếp tục, không bỏ cuộc. Như ông cha ta đã từng có câu, thất bại là mẹ thành công. Vấp ngã đứng lên bước tiếp, thành công thuận đà, tiến lên phía trước. Đều cần ý chí, sự nỗ lực, cố gắng. Ý chí, kiên trì, không bỏ cuộc sẽ là ngọn lửa dẫn đường chúng ta đến thành công. Có ý chí, chúng ta sẽ có phương hướng kiên định. Có phương hướng kiên định, chúng ta sẽ thành công. Sau tất cả, chúng ta tôi luyện cho bản thân bản lĩnh kiên cường, dám dấn thân, dám bước đi, dù hành trình phía trước còn bao chông gai để vượt qua, gặt hái kết quả tốt đẹp. Chính con người chúng ta, chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên cường bước đi sẽ gieo mầm tương lai tốt đẹp. Và minh chứng tiêu biểu cho câu nói của Winston chính là Walt Disney. Người xem chúng ta đến hàng loạt những bộ phim hoạt hình nổi tiếng, thích thú với những kỹ xảo điện ảnh, nhân vật mà ông tạo ra trong số chúng ta, đâu ai biết được đằng sau sự thành công ấy là bao vấp ngã, bao lần bị từ chối vì ý tưởng nhạt nhẽo, bao lần bị đánh giá, phê bình là không có khả năng làm phim. Đặt mình vào hoàn cảnh của ông, chắc chắn sẽ có người bỏ cuộc, nhưng ông vẫn với tất cả niềm đam mê, cố gắng không ngừng nghỉ để rồi tạo ra hãng phim làm lừng danh nền điện ảnh nước nhà. Không chỉ Walt Disney, ta còn biết đến chị Nguyễn Hoàng Nguyên với danh là Josie Nguyễn, tác giả của cuốn sách Ta Ba Lô Trên Đất Á, là người khởi xướng du lịch bụi Việt Nam. Giữa bao khó khăn trên chặng đường đi xuyên Việt, chị vẫn bước tiếp. Thiếu thốn đủ điều, những cơn bão cát, gió cuốn hay những chiếc xe đạp đất phanh lao mình xuống vách, chị vẫn đi. Cuối cùng chị thành công và viết nên cuốn sách truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn trẻ Việt Nam và thế giới. Như vậy, câu nói của tác giả hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, hiện nay trong cuộc sống hiện đại, vẫn có những người luôn bị nghịch cảnh khuất phục, bị thành công làm lu mờ lý trí. Gặp thành công không biết trân trọng, tận hưởng rồi kiêu căng, đắc chí. Gặp thất bại thì nản lòng, bỏ cuộc, không có ý chí, chỉ luôn nhìn thấy mọi khó khăn trong cơ hội. Những người như vậy đều cần phê phán, thức tỉnh, gióng tiếng chuông cảnh tỉnh. Câu nói của tác giả Winston cho người đọc chúng ta nhận ra bài học nhận thức lớn lao. Cần suy nghĩ rằng, dù thành công hay thất bại,
cũng đều phải trân trọng. Thất bại là mẹ thành công, vạch ra những gì sai để chúng ta rút kinh nghiệm cho những quy hoạch sắp tới. Và nghịch cảnh là cơ hội để bứt phá, theo William. Và thành công rất dễ tuột mất khỏi tầm tay của những người lười biếng. Nên hãy cố gắng, nỗ lực, dám, dũng cảm bước tiếp. Là học sinh, những người đang trong thời kỳ hội nhập, hãy học tập và rèn luyện bản thân mỗi ngày để gặt hái những thành công nhất định trong con đường học tập. Thành công không đến một ngày, ngày hai, nó là món quà lớn mà dành cho những ai nỗ lực, và món quà đó chính là sự dũng cảm, cố gắng không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc. Như vậy, câu nói của tác giả có ý nghĩa lớn lao với bạn đọc chúng ta, khuyên chúng ta cần có sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn mà không nản lòng, bỏ cuộc. Có như vậy, chúng ta mới gieo mầm hy vọng, gặt hái tương lai, như Quang Khải từng viết: ở đời này không có đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều tất yếu là chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy. Cuộc sống này cần có dũng cảm, không bỏ cuộc, nỗ lực, cố gắng bước đi trên con đường mà mình đã chọn, thì mọi ranh giới sẽ đều được xóa bỏ. Hãy nhớ nhé. Vậy là bài nghị luận xã hội của chúng mình đến đây là hết rồi. Chị mong rằng sẽ được gặp lại các em trong những chuyên mục lần sau. Bye bye!